VinFast chính thức giới thiệu mẫu xe đạp điện Dragonfly tới thị trường Mỹ. Las Vegas, Nevada ngày 10 tháng 1 năm 2024, tại CES 2024, VinFast chính thức ra mắt thị trường Mỹ mẫu xe đạp điện Dragonfly với thông điệp dẫn lối cùng phong cách. Dragonfly là lựa chọn độc đáo và thú vị góp phần mang di chuyển điện hóa đến gần hơn với mọi người, mọi nhà. Tên sản phẩm Dragonfly lấy cảm hứng từ hình tượng rồng bay lên, biểu trưng cho lịch sử thăng long hào hùng của dân tộc Việt Nam. Chính thức ra mắt Dragonfly chỉ sau một năm thể hiện tinh thần quyết tâm hướng tới một tương lai di chuyển xanh cho mọi người của VinFast. VinFast Dragonfly sẽ ra mắt đầu tiên tại thị trường Mỹ với mức giá dự kiến từ 2.800 USD, có chế độ bảo hành chính hãng 2 năm, không giới hạn phạm vi di chuyển. Sản phẩm sẽ lần lượt được ra mắt tại các quốc gia khác trong thời gian tới. Là sản phẩm hợp tác thiết kế giữa VinFast và SQ Hansen, một studio sáng tạo đến từ Đan Mạch, từng đạt nhiều giải thưởng Red Dot danh giá. Dragonfly mang phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của xe máy và tương lai giao thông bền vững. Thiết kế Dragonfly nổi bật với khung xe dài, hình chữ V gợi tới hình ảnh rồng bay thăng long, tượng trưng cho nỗ lực đột phá vươn xa của VinFast. Hoàn thiện từ thiết kế tới trải nghiệm, Dragonfly có phần tay lái mở rộng, lốp bàn lớn cùng yên xe ứng dụng công thái học. Từ đó, tối ưu trải nghiệm lái cho người dùng tự tin chinh phục mọi hành trình. Khung xe Dragonfly được sản xuất với chất liệu nhôm để đảm bảo độ bền lẫn tính linh hoạt khi lăn bánh. Bộ pin được đặt trên khung xe tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và công nghệ. Với phạm vi hoạt động lên đến 102 km sau mỗi lần sạc đầy và có thể tháo lắp dễ dàng, bộ pin lithium giúp Dragonfly trở thành một giải pháp di chuyển điện hóa hiện đại, thuận tiện và dễ dàng tiếp cận với mọi người. Dragonfly sử dụng động cơ 750W được tích hợp vào bánh sau, hộp số đơn cấp cùng với cảm biến mô men xoắn giúp xe đạt vận tốc tối đa lên đến 45 km/h một cách mượt mà và ngay tức thì. Ngoài ra, hệ thống tối ưu năng lượng tiên tiến của Dragonfly giúp người dùng di chuyển quãng đường dài hơn với nhiều chế độ lái, cảm biến mô men xoắn thích ứng mượt mà với từng chuyển động, phát hiện thay đổi lực lên đến 16.000 lần một giây, vượt xa so với cảm biến truyền thống của các xe đạp điện thông thường. Bà Trần Mai Hoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast Toàn cầu cho biết, Dragonfly không chỉ đơn thuần là một mẫu xe đạp điện mà còn là lựa chọn đại diện cho phong cách sống và cá tính của người dùng hiện đại. Chúng tôi hy vọng thiết kế độc đáo cùng các tính năng công nghệ thông minh của Dragonfly sẽ giúp di chuyển điện hóa trở thành một lựa chọn di chuyển an toàn, thú vị và dễ dàng tiếp cận hơn với mọi người. Bên cạnh thiết kế độc đáo, Dragonfly còn là chiếc xe đạp điện thông minh với nhiều tính năng công nghệ tiên tiến, thích hợp kết nối 4G và các ứng dụng di động. Người dùng có thể tận hưởng những tiện ích thông minh như thay đổi chế độ lái, mở khóa xe từ xa, định vị xe GPS, lưu trữ hành trình. Quan trọng nhất, khả năng cập nhật phần mềm từ xa OTA cũng sẽ giúp cho mẫu xe không ngừng được tối ưu để mang đến trải nghiệm sử dụng vượt trội. Là mảnh ghép tiếp theo trong hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast, Dragonfly góp phần đa dạng hóa lựa chọn di chuyển bền vững và đưa xe điện đến gần hơn với mọi người để cùng nhau hướng đến một tương lai xanh hơn và tốt đẹp hơn. VinFast là công ty thành viên của tập đoàn Vingroup với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ của cách mạng xe điện toàn cầu. Được thành lập vào năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại, có quy mô hàng đầu khu vực đặt tại Hải Phòng, Việt Nam, với mức độ tự động hóa lên đến 90%. Cam kết mạnh mẽ với sứ mệnh vì một tương lai xanh cho mọi người, VinFast không ngừng sáng tạo, mang đến sản phẩm chất lượng, đẳng cấp, nền tảng dịch vụ thông minh, trải nghiệm khách hàng xuất sắc cùng chiến lược giá hợp lý, qua đó truyền cảm hứng đến khách hàng toàn cầu cùng chung tay cho một tương lai di chuyển thông minh và một hành tinh phát triển bền vững. Từ cà phê ép, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.